nói đây là lần đầu tiên có rất là nhiều cảm xúc khi mà mình thực hiện một phim ca nhạc truyền hình cho một tình yêu. Khi mà mình được đứng trên sân khấu, cảm xúc nó rất là lạ và vô cùng hạnh phúc. Và hôm nay Tâm được là một diễn viên, được đóng một cái vai chính trong bộ phim cho một tình yêu thì Tâm cũng có tràn đầy cảm xúc như thế. Cách biểu lộ tình cảm diễn xuất của Quang Dũng mong muốn mang đến cho khán giả nhìn thấy một cái nhân vật rất là đạo mạo, có đầy đủ tiền tài danh vọng, nhưng mà cái điều mà tự nhiên của tình yêu thì lại luôn luôn phải tìm kiếm. Để có được những vai diễn hay, để có được những cảnh quay đẹp thì đạo diễn và diễn viên cũng như là tất cả những bộ phận khác như thiết kế, như âm thanh, ánh sáng phải làm việc một cách rất là cực khổ để mới có được những cảnh quay đẹp. Chỉ mong được gần anh như thế, chỉ mong được nhìn anh như thế, tình em nơi đây chỉ biết đến anh người ơi. Một lần Thúy Huyền hy vọng rằng với bộ phim cho một tình yêu như thế này thì sẽ có những cảnh quay thật là hoành tráng và đẹp mắt mà được anh Nguyễn Tranh và chị Lê Quá đã rất là công phu để chọn lựa. Rằng em yêu anh yêu mãi trái tim đây. Đó là một bộ phim hài, tình cảm, nhẹ nhàng, tươi sáng. Tuy nhiên kèm theo đó là một câu chuyện rất là mãnh liệt, cái khát khao thành công của những người trẻ, đặc biệt là nhân vật Linh Đan. Và cái thông điệp đó muốn truyền tải đến cho cái các bạn trẻ thanh niên bây giờ là chúng ta muốn làm gì chúng ta phải có cái lòng yêu nó, cái quyết tâm cũng như cái khả năng mà sẽ đạt được. Rất là háo hức, rất là hồi hộp để chờ đợi cái sự đón nhận của khán giả với bộ phim cho một tình yêu như thế nào. Chỉ mong được nhìn anh để nói rằng em yêu anh, yêu mình ơi.